Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục rong ruổi vào trong một cái khu nghĩa địa nữa cả nhà ơi. Thì Lê Trung đến cái khu nghĩa địa này cũng vẫn là như những cái video trước mà Lê Trung đã chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình. Thì Lê Trung đến đây để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để Lê Trung giúp đỡ cho họ có một bữa ăn, để giúp đỡ cho họ được đi về chùa, về núi để giúp cho họ được tu hành, để sớm ngày được chuyển kiếp đầu thai trở thành một cái kiếp người. Thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày hôm nay nữa cả nhà, thì không biết lý do như thế nào mà tự nhiên cái hai con mắt của Lê Trung nó đau quá cả nhà. Chắc có lẽ là do cái tình trạng là Lê Trung đi nhiều vào trong những cái nơi như thế này, gặp những cái khu như thế này thì cả nhà mình biết rồi, bụi bặm rất là nhiều và không khí thì nó rất là ô nhiễm. Đó, cho nên là mấy bữa nay, từ hồi hôm qua tới bữa nay thì thứ nhất là cái môi của Lê Trung nó bị lở nè, thứ hai nữa ngày hôm nay thì hai cái con mắt của Lê Trung nó đau mà nó đỏ quá cả nhà. Rồi bởi vậy thì cái sức khỏe của Lê Trung nó cũng bị sa sút một xíu. Cũng mong rằng thì ngày hôm nay thì không phải gặp những cái quỷ dữ để mà để mà đỡ nguy hiểm cả nhà. Thì nói tóm lại thì những quý ông bà, cô chú, anh chị đã từng theo dõi, đã yêu thương Lê Trung cũng như là đã đồng hành cùng với Lê Trung trong suốt cái thời gian qua, thì Lê Trung cũng rất là mong cả nhà mình hoan hỷ ha. Khi xem video của Lê Trung á, vui lòng cho Lê Trung xin một cái like để tiếp cho Lê Trung một ít cái năng lượng để Lê Trung có thể là vượt qua tất cả mọi cái sự khó khăn, vượt qua tất cả mọi cái khổ sở, vượt qua tất cả mọi cái bệnh tật để mà có thể tiếp tục vững bước trên con đường cứu độ cho các vong linh, cứu độ cho những cái vong quỷ đang còn ở trên cái cõi ta bà này, để một phần nào đó đưa đến cho cả nhà mình những cái câu chuyện tâm linh nó mang cái tính học hỏi, mang cái tính chiêm nghiệm nhiều, để chúng ta sẽ cùng nhau xem lại và chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn về cái vấn đề tâm linh, về cái lực nhân quả nó như thế nào, để chúng ta sẽ trang bị cho mình cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta đối nhận sự thế như cả nhà. Vậy rồi thì không liên thuyên để mất nhiều thời gian quý báu của quý ông bà nữa, thì ngay bây giờ Lê Trung sẽ tiến vào bên trong cái khu nghĩa địa này, trực tiếp là Lê Trung sẽ đi thẳng vào phía bên trong đó, vòng qua phía bên kia để tìm kiếm xem là ngày hôm nay chúng ta có đủ duyên với cái vị vong linh nào hay không. Thì Lê Trung đến ngay khu nghĩa địa này để giúp đỡ cho họ nha cả nhà. Ở cái khu này thì hiện từ lúc trước Tết tới bây giờ thì bà con vào trong đây dọn dẹp các cái cây cối ở đây thì nó cũng tương đối là nó sạch sẽ, trống trải. Nói chung là Lê Trung cũng ăn uống nó bình thường lắm, mà sau mà mấy ngày hôm nay thì cảm thấy như là sức khỏe mình nó đã giảm, nó không có đầy đủ năng lượng cái. Với lại thì mấy ngày hôm nay thì Lê Trung phải làm thêm một số việc, cho nên là cái thời gian ngủ nghỉ của Lê Trung nó hơi ít cái. Một ngày thì Lê Trung chỉ ngủ được có mấy tiếng đồng hồ thôi, một ngày một đêm nghỉ được khoảng tầm 4-5 tiếng đồng hồ thôi.
thì cũng có nhiều quý ông bà cô chú anh chị bảo là đi chung đi vào những nơi thế như thế này thì nên cố gắng mang khẩu trang. Nhưng mà chỗ đây nó ngợp lắm cả nhà, mang khẩu trang chịu không có nổi. Thứ nhất là mình giao tiếp với vong linh quỷ dữ đâu này kia đó, rồi mình phải vận động rất là nhiều và phải chỉ lại là trong khi lúc mà mình vận động vậy đó cả nhà, mồ hôi mình nó tuôn ra nữa, cho nên là nó ướt cái khẩu trang á, nó rất là khó thở, cho nên là nói chung mới đành phải chịu thôi. Thì là nó cũng khá khó chịu. Mình đang có cái nhà mồ. Dạt dạt xuống cái cánh này trước. Sao phải im lặng chứ. Dạ xin chào ạ. Cho hỏi là vị nào đang trú ngụ ở đây vậy ạ? Thì ngày hôm nay tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ cho các vị thôi. Mong là hãy đừng tấn công tôi và chấp nhận cái sự giúp đỡ của tôi được không ạ? Dạ xin chào. Thì mong là hãy hiện ra đi để giao tiếp với tôi ha, hoan hỷ đi Vong. Tôi đến đây thì chỉ có cái ý nguyện là muốn giúp đỡ cho Vong thôi, chứ tôi không có đến đây để phá Vong đâu. Dạ rồi. Đang mệt trong người mà gặp cái tình trạng này nữa cả nhà. Bụi. Mình đặt cái máy xuống đây. Thì ngày hôm nay đó, Lê Trung đến đây chỉ muốn để giúp đỡ cho các vong linh đang bất phưởng nè, rồi đang đói khát lạnh lẽo trên cái cõi tàu bà này đó. Thì mong vong hãy hoan hỷ xuất hiện ra để giúp. Bây giờ vong hãy xuất hiện ra đi. Tôi đến đây không phải có ý phá vong đâu. Vong bình tĩnh đi, tôi đến đây thì chỉ muốn giúp đỡ cho Vong thôi, chứ tôi không có hại Vong nha. Vong cứ nhìn thấy rõ ràng đi, tôi đến đây với cái tâm thành ý nguyện, chứ tôi không phải đến đây để phá Vong, được không? Bây giờ Vong hiện ra đây, Vong ra đây để giao tiếp với tôi nha. Dạ xin chào ạ. Xin chào Vong. Gì vậy? Vong nam hay vong nữ mà hung hăng như vậy? Bây giờ Vong bình tĩnh đi, tôi không có mắc bới gì Vong đâu, tôi chỉ muốn là giúp đỡ cho Vong thôi. Không bắt sao mà cưng ác rồi, thả ta ra mau. Cái này là cái thuộc định thân, tôi chỉ muốn giữ Vong lại để cho Vong bình tĩnh, và tôi muốn giao tiếp với Vong để cho Vong hiểu rõ hơn tôi, để Vong chấp nhận cái sự giúp đỡ của tôi thôi. Ông yếm cho tôi chết rồi á, ông yếm cho tôi không được siêu thoát nữa. Giờ bây giờ ông tìm tới đây để ông bắt tôi nữa hay gì?
đừng có hông. Ông nói sao? Tôi mà thoát được là ông tới số không chứ tôi. Đây nè, tôi nói cho ông nghe, tôi không phải là thầy bà, thầy pháp gì hết, và tôi không không có biết xài bùa, xài ngải gì hết. Cho nên là cái việc mà yếm người, thư người để cho người ta mất mạng á, tôi không có biết làm. Tôi chỉ là một người trần mất thịt và tôi có được một cái căn duyên, được nhìn thấy vong linh và tôi biết được họ đang đói khổ. Cho nên tôi muốn giúp đỡ cho các vị, chứ tôi không có ý gì để phá các vị, cũng như là không có bắt bớ các vị làm gì hết. Đó. Tôi không có tin ông đâu. Ông nói dốc. Ông yếm tôi cho tôi chết. Còn bây giờ tôi giúp dưỡng thành vong linh gì? Đây nè. Ông không tha cho tôi nữa. Đây nè. Tới đây ông bắt tôi nữa. Để tôi nói cho vong nghe nè. Nếu tôi là người đã hại vong chết và tôi là người đã yếm vong, và ngày hôm nay tôi đến đây để tìm vong, để bắt vong, thì theo như lúc nãy giờ khi mà tôi đã định thân vong lại được rồi thì tôi đã bắt vong rồi. Chứ tôi không cần phải mà năn nỉ, cũng như là không cần phải phân tích cho vong hiểu là ngày hôm nay tôi đến đây làm gì. Đúng không? Nếu tôi là người xấu, nãy giờ tôi đã định vong lại như thế này là tôi đã bắt vong rồi. Tôi đâu có cần phải nói nhiều như vậy. Ông không tìm tới đây bắt tôi chứ ông tìm tới đây làm cái gì? Đã tôi nói như lúc nãy tôi nói với ông á, là tôi đến đây chỉ muốn để cúng kiến cho các vị dùng. Hiểu chưa? Không có, tôi không có tin. Không có ai mà tốt gì đâu. Tôi sống ở đây mấy tháng rồi mà không thấy ai đâu mà tự dưng đi vô đây mà cúng kiến đâu. Tôi không có tin đâu. Bây giờ tôi nói với ông nè, tôi không có nói tôi là tốt ha, nhưng mà từ khoảng mấy năm nay rồi, tôi đã làm cái việc này mấy năm nay rồi, và tôi cũng đã giúp đỡ cho rất là nhiều vong được một bữa ăn. Rồi xong đó, tôi cũng muốn giúp đỡ cho các vong đi về chùa để tu hành. Đó, như vong thấy đó, vong ở trong những nơi như thế này, đói khổ, lạnh lẽo, rồi lại thêm cái sợ hãi nữa, thì như vậy nó đâu có được như cái gì đâu. Cho nên tôi muốn giúp cho các vị thôi. Giúp tôi không thấy. Thấy tối cứng ngắc gì mà nói giúp. Tại vì vong đang có ý định tấn công tôi, cho nên tôi phải định vong lại để mà tôi phân tích cho vong hiểu, cho vong không còn tấn công tôi nữa thì tôi mới giúp cho vong được. Bây giờ vong đã bình tĩnh hơn chưa? Vậy là ông không có tìm tới đây bắt tôi thiệt hả? Thiệt, nếu tôi bắt là nãy giờ tôi bắt rồi, tôi đâu cần nói nhiều như vậy đâu. Vậy mà làm tôi tưởng đâu là cái ông thầy pháp ông yếm cho tôi chết rồi ông tới đây ông bắt hồn tôi nữa chứ. Bây giờ nè, cái việc vấn đề mà thầy pháp thầy bà gì tôi cũng đã nói rồi, tôi không có phải là thầy pháp thầy bà gì hết nha. Tôi chỉ muốn là tạo một chút công đức, cho nên là tôi mới tìm vong, tôi cúng kiến cho vong thôi. Thì ra là vậy. Rồi sao, rồi bây giờ chấp nhận để cho tôi giúp đỡ chưa? Để cho tôi cúng kiến cho dùng trước đi, rồi thấy được cái sự thành ý của tôi á, rồi tôi sẽ rồi sẽ để rồi vong sẽ để cho tôi giúp nha. Vậy là tôi đã hiểu lầm ông rồi đó hả? Thôi, tôi đã hiểu lầm ông thì coi như là chuyện không có gì đi. Chứ tôi cứ tưởng đâu là tới đây bắt cái hồn tôi nữa chứ, cho nên là tôi phải chống trả quyết liệt. Đâu có đâu, tôi đâu có bắt vong làm gì. Tôi bắt vong để tôi đâu có lợi ích gì đâu. Bây giờ nếu đã vong đã bình tĩnh rồi thì tôi sẽ mở định cho vong. Tại vì định thì vong cũng rất là khó chịu. Vậy tôi khó chịu lắm, tôi cứng ngắc à. Bây giờ tôi sẽ mở định ra cho vong, rồi tôi sẽ bày cái bàn nghi thức ra đây để tôi cúng kiến cho vong dùng được không? Bàn lễ của tôi gồm có cơm, nước, bánh trái, nhang. Ủa, vậy là có ăn hả? Có chứ. Được á, bà nha, cứ tôi ăn đi, tôi nói rồi. Rồi, bây giờ để tôi mở định cho vong trước đi, rồi tôi sẽ đặt cái bàn lễ ra nha. Sao? Vong nói vong về đây lâu rồi hả? Vong về đây được 2 tháng rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ bày cái bàn lễ của tôi ngày hôm nay ra đây nè, để cho vong thấy ha. Thì cái bàn lễ của tôi thì nó cũng đơn sơ thôi, chứ nó không có cầu kỳ đâu. Chỉ gồm một ít cái đồ ăn, rồi cơm thôi. Nếu mà món ăn, những cái món ăn của tôi á, mà vong cảm thấy nó không ngon thì vong cũng hoan hỷ ha, vong dùng đỡ nha. Ở trong đây thì vong có thường đi tìm được đồ ăn không? Có đi tìm nhưng mà tìm lắm. Quyến lắm hả? Đói rồi. Rồi ở trong đây thì thường con đi đâu con tìm đồ ăn? Tôi
Tôi đi đủ chỗ hết á, chỗ nào có là tôi đi à. Đây tôi cho Phong coi nè, cái phần cơm chay của tôi ngày nay mang lại cho Phong nè. Ừ, cơm nhiều chứ hả? Ờ, sao thấy hấp dẫn đúng không à. Chứ tôi đến đây thật sự là tôi giúp thiệt, chứ tôi đâu có đến đây là phá phấy gì đâu. Có cam nữa nè, thấy không, bữa nay tôi mua được cam ngon ghê không. Có bánh nữa. Nó cũng bình thường tôi đi kiếm đồ ăn nó được mấy à, chứ không có được nhiều. Thường thường ra mấy cái khu ngã tư đồ đó, ngã tư đồ đó giật đó hả? Đúng rồi. Ngoài những cái nơi đó thì mình còn tìm được những cái nơi nào nữa không? Tôi chỉ ra đó thôi, tại vì người ta cũng ngã ba ngã tư nhiều, cho nên là tôi chỉ biết ở đó thôi, chứ tôi không có biết những chỗ khác. Ờ rồi trước đây thì khi mà Vong về đây thì Vong ở đâu? Ở khu rừng ở đây cách xa đây lắm à. Rồi rồi ở dưới đó nay ở không được nữa hay sao mà không phải về đây? Mấy con quỷ dưới kia nó hung dữ lắm, nó đuổi nó quánh đi à. Không cho ở nữa. Rồi tôi hiểu rồi. Bây giờ để tôi thắp hương cái tôi khấn nguyện các vị thần linh ở đây, các vị thần giữ cục thổ này đó, để cho tôi cô ra đây về nhận hưởng những cái phần lễ này nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó, cho cái vị vong linh nào đó đang trú ngụ tại đây ra đây nhận hưởng những cái phần lễ này để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ tôi sẽ lui ra khỏi đây ha, để cho cô ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ này đi. Rồi một tí nữa tôi vào tôi trò chuyện với cô một xíu nha. Hôm trời mình đi kiếm đồ ăn mà không có. Này, có quá trời nhiều đồ ăn luôn. Mình tranh thủ mình ăn mới được. Phải công nhận cái mùi hương á, nó ấm áp, nó dễ chịu quá à. Mình á, mình hối nhớ nó đỡ lạnh lắm. Nhìn cơm ngon ghê luôn. Mình ăn cơm mới được. Lâu rồi mình đâu có được ăn cơm ngon gì đâu.
Xin chào. Chào anh. À, nãy giờ cơm nước rồi à. Ăn no không? Tôi ăn no rồi á. Vừa miệng không? Cơm tôi làm đó nè, đồ ăn đó là vừa miệng không? Vừa, thơm lắm. Rồi giờ vậy ha. Nói chung là cô cũng đã thấy được cái thành ý của tôi. Đến đây chỉ muốn đi giúp đỡ cho các vị thôi, chứ không phải đến đây để hại các vị. Đó, thì bây giờ có một vài vấn đề tôi muốn biết rõ về Vong hơn để tôi giúp cho Vong á. Tôi tìm cách tôi giúp cho Vong. Đó, thì bây giờ Vong vui lòng, Vong hoan hỷ ha. Vong cho tôi biết được là Vong tên gì không? Tôi tên là Kim Anh. Kim Anh hả? Đúng rồi. Ừ, Vong mất lúc bao nhiêu tuổi? Vong mất lúc 32 tuổi. Ồ, rồi trước đó thì quê của Vong ở đâu? Quê của tôi ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Rồi Vong mất cách đây lâu chưa? Tôi mất cách đây 10 năm rồi. Ờ. Rồi vì cái lý do nào mà khiến cho Vong mất rồi Vong không được đi siêu thoát? Cũng như là Vong phải vất vưởng lang thang khắp nơi như thế này, Vong có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi bị ông thầy ổng yếm, tôi chết luôn. Là bị thầy Pháp yếm hả? Đúng rồi. À, vậy là gì? Chính vì cái lý do mà cô bị thầy Pháp yếm rồi như nãy cô nói là yếm cô tới chết luôn đó hả? Đúng vậy. Rồi mọi chuyện nó xảy ra như thế nào cô có thể rõ kể rõ hơn xíu được không? Tôi hồi đó là tôi là Phật tử. À, tức là cô cũng tu hả? Cô tu tâm hả? Đúng rồi. À. Tôi đi làm công quả trong chùa. Ừ. Cách 2-3 ngày cái tôi đi vô, tôi làm một ngày vậy đó. Tôi coi có việc gì mình phụ mình làm trong đó đó. Ừ. Tôi đi làm công quả cũng lâu á. Ừ. Được 6 năm rồi đó. Ờ. Cũng vẫn là cái ở cái ngôi chùa đó đó. Rồi không biết làm sao không? Làm sao? Tôi thấy là Phật tử người ta cúng dường cho chùa nhiều lắm. Ừ. Tại vì tôi thấy là tiền ở trong cái hầm công đức á. Là yêu cầu mà có đợt lễ hay là Tết gì đó hả, là đầy luôn á. Ừ. Rồi á, tôi mới nói cái thắc mắc là ủa sao cái số tiền nó nhiều quá mà không biết nữa. Chủ trì á, ông làm gì mà vào mục đích gì với ta, thì tôi cũng phân dân vậy đó. Ừ. Nhưng mà sau này tôi mới phát hiện ra là có một ông sư ông tu trong chùa đó đó. Ờ. Hả? Ông gình đó, ông lấy hết tiền đó đó. Là ông sư đó là ông rình, ông lấy tiền trong cái hòm công đức hả? Đúng rồi. Là chính cô thấy luôn? Đúng rồi, chính tôi thấy luôn á. Ờ. Rồi sao nữa? Rồi tôi thấy rồi á. Chứ là nếu mà vô ngày lễ Phật đản á là đầy luôn. Ừ. Rồi cái hả, ông lấy hả, giật xuống hơn nửa vậy đó. Ừ. Nhưng mà tôi không có biết là ông lấy cái số tiền đó làm cái gì. Ừ. Rồi tôi mới thắc mắc, tại vì tôi thấy ông cũng nhiều lần rồi đó. Ừ. Rồi bữa đó là tôi mới bạo gan tôi hỏi là thầy ơi, thầy con thấy là rồi tôi nói ủa cái tiền này hồi sáng có một sư kia không lấy rồi mà còn ít nữa, vậy là chắc còn ở giờ mấy ông sư này lấy cái thức ăn để làm công việc gì đó chứ gì. Ừ. Rồi á, tới cái lễ đợt thứ hai nữa là tôi thấy cũng là cái ông sư lúc trước nữa cũng là cái vị sư lúc trước mà đã lấy một lần rồi đó, là lấy tiếp tục lấy nữa. Ừ, đúng rồi. Ờ. Nhưng mà cái đợt này á là tiền không có nhiều bằng đợt trước á. Ừ. Rồi ông mở ông cài rồi cái ông thấy tôi nữa. Ừ. Nhưng mà tôi không có hỏi. Rồi ông mở ông cài mấy chục khóa, ông mở ông cài lấy ra, ông lấy hết luôn. Ừ.
Tôi đâu có hỏi nữa, thì tôi cứ tưởng đâu là cái số tiền đó là để cho các chị sư làm công chuyện mấy cần dùng đến số tiền đó. Rồi tới cái đợt gần tháng sau nữa hả, cũng lớn lắm. Nhưng mà cái đợt này là nhiều tiền nhất nữa. Rồi tôi thấy cũng ổng nữa chứ ai mà ổng đút cái chìa khóa vô mà ổng mở, mà cứ ổng dòm trước dòm sau không à. Cũng là một ông sư đó nữa. Đúng rồi, tôi thì tôi cũng thấy nữa. Rồi á, cái lần này á mà ổng mở không được. Sao ạ? À? Làm như không có phải là cái ổ khóa đó hay gì á. Rồi sao? Rồi cái tôi hỏi là sư à, sư sao mà sư mở cái ổ này không được hả? Rồi cái ổng nói là biết nhiều làm gì, nhiều chuyện quá, đi làm công chuyện đi để cho ta làm việc. Ổng mở không được á, rồi cái ổng lấy sọc kia ổng lại. Ổng lại ổng lấy. Rồi á, tôi theo dõi. Rồi á, tôi mới là thấy cái gì trong khoái lạ ta. Đáng lẽ là những lần trước là mở được mà sao lần này mở không được mà phải lấy xào ben lại. Rồi á, tôi mới đi mấy đồng trụ trì, tôi nói là có cái ông sư tu ở trong chùa này, ổng mở cái hòm tiền công đức không được á trụ trì. Rồi á, ổng lấy xào ben ổng lại, ổng lấy luôn. Rồi á, sư phụ trụ trì á triệu tập những các vị sư kia đó. Rồi cái hỏi tôi là người nào, rồi cái tôi chỉ ngay người đó. Rồi ông biết làm sao không? Sao? Cái ông chủ trì ông nói là hèn gì, ổng gài á, thấy những cái lượng người á, người ta đi tìm nhiều, cúng dường nhiều lắm mà mất. Và thì ra là sư lấy đó hả? Rồi cái ổng lúc đó ổng cũng chối cãi dữ lắm. Rồi á, chủ trì mới nói là có thì cứ nhận đi, mình á là tu trong chùa này rồi, tiền đó hả là để sửa sang lại, tại vì cái chùa của mình nó cũng xuống cấp rồi. Thầy á là để tích lợi một mớ để sửa sang, còn một mớ để làm từ thiện. Mà hai lần trước là mất rồi, tới cái lần thứ ba này nữa là cũng mất nữa hả. Thôi thì á, sư đã làm á như vậy rồi á, thì sư hãy hoàn tục đi. Từ giờ tới đi á, sư đừng có tu ở trong chùa này nữa. Đó, chùa này á là không thể nào mà chứa chấp cho một người á ăn cắp ăn trộm gì được đâu. Rồi á, ổng nói là đúng thừa cho tôi là nói thêm nói bớt á. Rồi ông nói á là cô á tới số với tôi không tha cho cô đâu. Rồi ổng mới đi ra khỏi chùa. Rồi á, ông biết làm sao không? Không, ông thù tôi á là đã mép với sư trụ trì á. Rồi ông mướn ông thầy pháp á kiếm cho tôi chết luôn. Cũng vì cái lý do là cô phá đổ chén cơm của ổng rồi, cho nên là ổng thuê thầy pháp để ổng cũng hại cô. Đúng rồi, mà ổng còn ác hơn nữa. Ông muốn ông thầy pháp đó đó lợi ngay cái mã của tôi, cái chỗ tôi đang nghỉ á, là yếm cho tôi không được đi siêu thoát luôn á. Trời, cho nên là tôi cứ dắt dưỡng hoài vậy đó. Hồi nãy á, tôi thấy ông vô đây á, ông nói là cúng kiến, tôi tưởng đâu là ông thầy pháp đó tới đây để bắt cái hồn tôi nữa, cho nên là tôi mới sợ, tôi chọi, rồi tôi lấy cây tôi quýnh nữa, tôi sợ á. Là cô tính đuổi tôi đi khỏi đây, không cho tôi vào trong đây nữa hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ ăn gì?
cái vấn đề của cô thì cô kể tôi đã nghe và tôi cũng đã hiểu rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó cũng khá là nhạy cảm đối với tôi đó, tôi cũng không có tiện nói nhiều. Bây giờ tôi chỉ biết là khuyên cô, bây giờ nói chung là bây giờ cô đã bất vượng rồi và đối kháng lạnh lẽo rồi, và cô cũng đang bị trấn yểm là không được đi đầu thai chuyển kiếp, phải bất vượng lang thang ở trên cái cõi ta bà này. Thì thôi, ngày hôm nay tôi với cô cũng đã có cái duyên số, cho nên là tôi sẽ giúp cho cô để cô đi về chùa để cô tu hành đó, và tôi sẽ phá bỏ cái phong ấn, cái trấn yểm của cô mà cô đang bị đó, để tôi sẽ đưa cô đi về chùa để cái gì đó cô tu hành, cô tu tâm tích đức của mình. Tại vì trước đây cô cũng đã từng là Phật tử, cũng đã từng đến chùa để mà cô làm công quả để tích công đức, nhưng mà có thể là do mình chưa có tích đủ công đức và ở nhiều đời nhiều kiếp á, thì mình nhiều đời nhiều kiếp trước so với kiếp vừa rồi á, là mình kiểu như là mình cũng không có tu hành, không có tu tâm tích đức của mình đó. Rồi ở kiếp này thì cô mới bắt đầu là cô biết được tới Phật pháp, và ở kiếp này cô mới tu, nhưng mà nó vẫn còn chưa đạt và vẫn còn liên quan tới tham sân si nó. Vì vậy thì cho nên ở kiếp này mình mới bị như vậy. Thì thôi, về cái vấn đề mà cái chết của cô thì tôi cũng không bàn nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi muốn giúp cho cô đi về chùa để cô tu, và tôi sẽ phá giải cái phong ấn trên cái cơ thể của cô để tôi giúp cho cô đi. Ông nói sao, ông giúp đỡ tôi vậy, ông phá bỏ cái phong ấn đó nữa hả? Vậy được, vậy thì tôi mừng lắm, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Vậy bây giờ là cô chấp nhận để cho tôi giúp cho cô phá bỏ cái phong ấn đúng không? Đúng rồi, tôi chấp nhận đó. Rồi bây giờ giúp đỡ cho tôi đi. Rồi sau khi mà tôi phá bỏ cái phong ấn xong á, thì cô phải đi về chùa của tôi nha. Được, được, tôi chấp nhận. Ông giúp được tôi thì tôi chấp nhận, tôi đi. Rồi bây giờ thì cô hãy chắp tay lên đi, rồi cô niệm với tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, để tôi làm phép tôi phá bỏ cái phong ấn cho cô. Nam Mô Di Đà Phật. 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 Rồi giờ sao, cô đã cảm thấy cơ thể của cô nó thoải mái hơn chưa? Ông ơi, tôi thấy cái ngực, cái hồn của tôi giờ nó khỏe dữ lắm, nó không còn nặng nữa, nó hồi hộp, nó lo âu như lúc trước nữa. Bây giờ tôi thấy thoải mái quá à. Tôi cảm ơn ông nha, tôi đội ơn ông nhiều lắm vì ông đã giúp đỡ cho tôi. Rồi bây giờ thì cái lời cảm ơn của cô á, thì tôi xin phép thay vào bằng cái việc là cô hãy chấp nhận tôi để đưa cho cô về chùa, nó sẽ hay hơn cái việc là cô cảm ơn tôi. Thì bây giờ là tôi sẽ giúp cho cô đưa về chùa nha. Tôi chấp nhận tôi đi, tôi chấp nhận tôi đi. Vậy đó, mình ráng tu tâm tích đức đi. Nói chung là mình cũng đã có cái duyên với Phật pháp rồi đó, thì ráng cố gắng ha. Rồi tiếp tục niệm Phật đi cô. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Đàn đuối mà làm phép phá cái phong ấn cái muốn xỉu luôn trời. Vậy rồi thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, ngày hôm nay đó cả nhà, thì khi mà Lê Chung quay trở lại cái những cái khu nghĩa địa để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để giúp đỡ cho họ đó, thì Lê Chung cũng gặp được một cái hoàn cảnh của một cái vị vong linh nói chung là cũng khá là éo le đó. Thì khi mà cả nhà mình xem video á, cả nhà mình nghe vong linh kể và cả nhà mình tự suy ngẫm nha. Nhưng còn về cái vấn đề này thì nó cũng khá là nhạy cảm, nếu mà Lê Chung bàn sâu bàn nhiều và quá thì sợ sẽ đụng chạm đó, và Lê Chung cũng không có muốn tham dự vào những cái vấn đề này đó, cũng không có muốn liên quan tới, tại vì Lê Chung thì Lê Chung chỉ muốn giúp vong thôi, chứ còn những cái vấn đề đó thì Lê Chung cũng không có muốn nhắc tới làm gì. Còn ai làm như thế nào đó thì tự mỗi người sẽ có một cái số phận, một cái gọi như là một cái nghiệp riêng cho mình đó. Thì
nói chung chỉ hoàn thành cái sứ mệnh của mình là để cứu độ cho các vong linh thôi. Còn những cái vấn đề đó thì có bề trên và các Phật thầy sẽ sâu xét và sẽ có cái quyết định cho những cái người đó. Rồi bây giờ thì cái video của Lý Chung đến đây thì Lý Chung cũng đã hoàn thành và cũng đã giúp được vong đi về chùa rồi cả nhà. Nó thì rằng thì ban đầu thì có một cái sự hung hăng, nó cũng không hề nhẹ, tấn công đồ này kia cũng rất là nhiều đó. Rồi bây giờ thì đến đây Lý Chung sẽ khép cái video lại tại đây nha cả nhà. Lý Chung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.